Lễ ra mắt và trưng bày sản phẩm của Hiệp hội Cừ Việt Nam, Chi hội thành phố Hà Nội vừa được tổ chức thành công tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây được xem là sự kiện lớn được rất nhiều giới chuyên môn chờ đợi dịp cuối năm. Sự kiện lần này đã thu hút hơn 1.500 khách mời, đối tác, hội viên và người tiêu dùng ngành cửa trên toàn quốc. Hiệp hội Cửa Việt Nam ra đời năm 2020 là một tổ chức chính thống cho ngành cửa. Và sự kiện lễ ra mắt Chi hội Cửa thành phố Hà Nội là một cái bước ngoặt lớn của ngành, đánh dấu cái sự hợp tác đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong ngành cũng như các hội viên ở trong ngành, mở ra một thời kỳ mới hợp tác, chia sẻ và phát triển. Tại sự kiện, hội viên, khách mời và người tiêu dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều sản phẩm, công nghệ mới, tiên tiến. Đồng thời, đây cũng chính là cơ hội giao lưu, hữu nghị, mở ra các dự án hợp tác lâu dài cho các doanh nghiệp ngành cửa trong tương lai.